Chiều ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng tên H trú tại thành phố Pleiku để làm rõ hành vi đâm 4 người trong quán nhậu bị thương. Trước đó, đêm 15 tháng 9, tại quán nhậu trên đường Bờ Kè, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, có một bàn gồm 4 nam và một nữ đang ngồi ăn nhậu, thì H đến đứng phía sau rồi bất ngờ cầm dao thủ sẵn trong người, lao vào đâm chém loạn xạ. Được biết, H từng là nhân viên tại quán nhưng đã nghỉ việc. Thời điểm trên, H đến quán để hỏi về tiền công những ngày làm việc trước đó thì sẽ ra mâu thuẫn với chủ quán đang ngồi nhậu tại bàn. Lúc này, H dùng dao tấn công chủ quán. Thấy vậy, những người trong bàn lao vào căn ngăn và dùng các vật dụng khác để đánh lại. Trong lúc hỗn loạn, H đã dùng dao đâm 4 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, H rời khỏi hiện trường nhưng đã bị công an bắt giữ sau đó.